Em xin chào anh chị phòng nhân sự, em tên là Nguyễn Chí Tính, user 118626. Hiện đang làm việc tại siêu thị Bách Hóa Xanh An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Mã kho là 6525, thuộc khu vực A Em Quang Mạnh. Từ một chàng trai rụt rè vụng về, em đến với Bách Hóa Xanh vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. Đến nay đã được 3 năm 6 tháng, với 9 tháng ở vai trò là trợ lý. Trải qua giai đoạn dịch bệnh đầy khó khăn, tưởng chừng như mình không thể tiếp tục được công việc, nhưng em lại yêu thích công việc này lúc nào không hay. Và trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn, hoạt bát hơn và nắm vững được các quy trình nghiệp vụ trong công việc, có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi sự thay đổi liên tục của công ty. Trong suốt quá trình làm việc, em đã học hỏi tích lũy cho mình những kỹ năng cơ bản như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích số, kỹ năng xử lý tình huống và đặc biệt là khả năng lôi cuốn team làm theo đúng định hướng của công ty. Nói về niềm vui trong công việc, đối với em rất đơn giản. Niềm vui khi mỗi ngày được đồng hành cùng những người đồng đội, đoàn kết, máu lửa. Niềm vui khi được phục vụ khách hàng, khi được tặng tay trao cho khách hàng những sản phẩm tươi ngon và chất lượng. Niềm vui khi được khách hàng gọi thân thiết là em trai, em ruột, luôn là động lực để em phấn đấu mỗi ngày và chắc chắn rằng em sẽ đồng hành và gắn bó lâu dài cùng công ty. Ở hiện tại và tương lai, em mong muốn xây dựng cho mình hình mẫu của một người quản lý luôn say dép, luôn làm đúng thiết kế, luôn máu lửa, luôn biết cách làm cho siêu thị tăng trưởng, luôn phục vụ tốt, tạo ra môi trường làm việc công bằng và vui vẻ, gắn kết nhân viên, giúp nhân viên có được thu nhập tối đa, một người quản lý biết lắng nghe và chia sẻ, cũng như đào tạo đội ngũ kế thừa cho công ty. Với hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc, em tin chắc rằng mình sẽ làm tốt điều đó. Thời gian sắp tới, em đã sẵn sàng cho một cương vị mới, một vị trí mới. Em xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe những chia sẻ của em. Hẹn gặp lại anh chị ở những vòng thi tiếp theo. Xin chào anh chị.